Lập xin chào tất cả mọi người. Tối hôm nay thì Lập sẽ quay hội hoa xuân tại thành phố Nha Trang, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Bây giờ thì Lập sẽ đi vào quay hội hoa xuân để mọi người cùng xem ha. Người dân cũng đang đi vào hội hoa xuân để chụp hình đó mọi người. Rất là đông luôn. Đây là Lập đang ở phía sau mọi người. Lập sẽ quay vòng vòng, sau đó thì Lập sẽ ra phía trước quay toàn cảnh hội hoa xuân để mọi người cùng xem ha. Buổi tối người dân ở Nha Trang đang đi ra chỗ hội xuân Nha Trang, rất đẹp luôn. Bữa ngày 2 thì có khai mạc hội xuân mọi người. Đây hội xuân Giáp Thìn, người dân cũng đang đứng để chụp hình nè, rất là nhiều hoa luôn. Thì hàng năm sẽ diễn ra tại hội hoa xuân, sẽ diễn ra tại công viên Phi nha mọi người, công viên Phi tại thành phố Nha Trang. Rất đẹp luôn, người dân cũng đang chụp hình nè mọi người. Hai con rồng đứng hai bên. Bây giờ thì Lập sẽ đi vào quay lối bên đây, tại vì bên trong đang mở nhạc mọi người. Lập sợ với bên quyền nên Lập sẽ đi về bên đây nha mọi người. Lập sẽ đi về bên đây. Bên đây thì có một con rồng rất là to luôn mọi người. Mọi người thấy không? Phía trên là có một chàng điện rất đẹp luôn. Quá là đông luôn. Tối hôm nay người cũng là ngày cuối cùng rồi, người dân nên đi ra chỗ hội xuân chụp hình nè. Cho là một con rồng khổng lồ luôn mọi người. Năm nay hội xuân tại công viên Yến Phi làm rất là hoành tráng luôn. Xe thì mà Lập gửi mọi người, vì khúc này thì không có cho xe đi vào. Hiện tại là rất là đông người dân đang đi vào hội xuân chụp hình. Mọi người thấy con rồng không? Rất là lớn luôn á. Năm nay công viên Yến Phi diễn ra hội xuân rất là hoành tráng luôn. Hội hoa xuân mừng xuân Giáp Thìn 2024. Lối này mình đi được không ta? Đi ra cái lối này luôn. Mọi người thấy không? Con rồng rất là to luôn, dài tít ra phía sau luôn mọi người. Ở phía trên thì có một cái dàn điện nè. Mọi người thấy không? Bên đây thì có một cái mai nè, đèn nó rất đẹp luôn. Người dân cũng đang đi vào để chụp hình nè. Đi vào Lập sẽ quay ở phía sau nha. Đây là cái gian phía sau mọi người. Sau đó thì Lập ra phía trước nha. Wow, xuân Giáp Thìn. Đây, cái chân những chậu hoa cúc rất là đẹp luôn mọi người. Cái đuôi thấu phía sau luôn. Wow. Đi bên lối này em hay đi bên đây?
ở phía trên mà có một cái vàng bầu rất là nhiều trái luôn mọi người. À, mọi người thấy không? Vàng bầu rất là nhiều trái, rất đẹp luôn. Ở phía dưới thì có những cây kè nè, trái rất là to luôn mọi người ơi. Đây là cái những chiếc bầu của trái búp nè. Wow, rất đẹp luôn. To khổng lồ luôn mọi người. À, mọi người thấy không? Đi vào đây em à, đi vào đây nè. Mùa này mọi người chỉ đi được tại Nha Trang á, thì có ghế hội xuống để chụp hình á. Rất đẹp luôn mọi người. Wow, hai cây mai rất là khủng luôn mọi người. Mai là mai dẻ nè. Wow, rất đẹp luôn. Đây, có một cây mai dẻ rất đẹp luôn mọi người. Hai cây hai bên mọi người. Đằng đây thì có một cây đào nè. À, rất đông người dân và khách du lịch đang đến hội xuân chụp hình nè. À, mấy cô cũng đang chụp hình nè mọi người. Hello. Wow, cái mai. Phía dưới thì trưng rất là nhiều hoa luôn mọi người. Mọi người ha. Đây thì có làm một cái nhà tranh nè, bây giờ mọi người chụp hình ha. À, người dân hôm nay chụp hình nè. Wow, nước phun đẹp ghê mọi người thấy không? Quá là đẹp luôn. Rất là nhiều hoa để cho mọi người chụp hình ha. Tại hội xuân Nha Trang năm nay rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp luôn. À, xinh tí rồi. Wow, đẹp ghê mọi người. Thì giờ mình đi vòng ở đây xong mình quay ở phía trước đi. À, người dân cũng đang đứng chụp hình nè. Buổi tối mọi người, buổi tối quay mới đẹp. Ban ngày thì sáng quá nên ít điện mọi người. Quá trời hoa luôn. Em mọi người thấy hoa không? Rất là nhiều hoa luôn. Thì hàng năm sẽ diễn ra tại hội xuân như diễn này tại công viên Hướng Khuy nha mọi người. Công viên Hướng Khuy, cầu công viên Hướng Khuy Trần Phú nha. Đây, hội xuân Giáp Thìn 2024. Ôi, Lộc cũng mới vừa ra tới đường cái rồi mọi người. Ở phía trước thì có trang trí những cái dây điện led mọi người. À, mọi người thấy không? Rất đẹp luôn ha. Người dân thì có một số người dân thì cũng đứng ở tại đây để chụp hình luôn, dựng xe nhưng mà không có gửi xe mọi người. Đối diện bên kia là biển. Đây đường Trần Phú đây. À, Nha Trang tối nay, hôm nay cũng là ngày 24 Tết rồi à, mọi người ơi, đường phố rộn ràng rồi, cũng có vài khách Tây đến để chụp hình nè. À, người dân cũng đang đứng ở trước nè để xem hội xuân Nha Trang năm nay nè. Năm nay rất là đẹp luôn.
người dân cũng đi vào bên trong để chụp hình đó mọi người. Đây cũng một số người dân dựng dê phía trước nè, đi vào chỗ hai con rồng để chụp hình luôn. Wow, rất là đẹp luôn mọi người. Hai con rồng rất là to luôn. Hôm nay hội Hoa Xuân Nha Trang làm rất là hoành tráng luôn mọi người. Bây giờ thì Lộc sẽ đi vào bên trong cái gian bên đây, mọi người đã quay tiếp cho mọi người xem ha. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Mùa này mọi người đi Nha Trang thì đến hội xuân chụp hình rất là đẹp luôn á. Rất đông người dân đến hội xuân chụp hình luôn. Bên đây thì có trồng những cây lúa nè mọi người. Wow, rất đẹp luôn. Những chậu mọi người, trồng những chậu lúa này rất đẹp luôn mọi người ơi. Wow. Người dẫn con cái nè đến hội xuân chụp hình nè, the hồ mới chụp hình mọi người, đẹp quá. Bên đây cũng có trồng những chậu lúa nè, quá là đẹp luôn mọi người ơi. Đó mọi người có đi du lịch đến Nha Trang thì ghé hội xuân chụp hình ha. Năm nay trang trí rất hoành tráng, rất là đẹp luôn. Phía trên có một cái dãy điện led nè mọi người, lưới điện nè, mọi người thấy không, rất đẹp luôn. Nói chung là người dân đang dồn vô bên trong rồi, chỗ cái khung viên những hoa nè để chụp hình nè, mọi người thấy tối hôm nay rất là đông luôn. Quá là đẹp luôn mọi người. Phía sau thì ta làm một cái dòng đèn led nè, hội Hoa Xuân 2024. Người dân cũng đang đứng chụp hình nè. Đẹp quá đẹp. Đây hội xuân tối nay, bây giờ là cũng 9 giờ luôn rồi, 9 giờ 9 giờ mấy, nhưng mà người dân Nha Trang vẫn đi ra hội xuân chụp hình rất là đông luôn. Hai bên có hai con rồng quấn cổ dây điện led nè mọi người. Khúc đây thì rất là đẹp luôn, trang trí hoa nè. Wow, đi sâu rồi mọi người, đẹp ghê mọi người. Hội Hoa Xuân, Xuân Giáp Thìn. Rồi Lộc quay vòng vòng xíu nữa cho mọi người xem ha. Rồi, vàng bầu rất là sai trái luôn mọi người thấy không? Trang trí những vàng bầu cho mọi người chụp hình nè. Bầu nè, mướp nè, mía nè, bắp nè, lúa rất là nhiều luôn.
quá là đẹp luôn. Đông quá là đông luôn mọi người. Phía sau cũng làm con rồng rất là lớn luôn. Ở phía trước thì làm hai con rồng mọi người. Đi, đi đây, phía trước đây. Đây những chậu cúc mâm xôi nè. Lộc quay phía trước, quay một vòng để mọi người xem á. Người dân quá trời, người dân ra chụp hình luôn, rất là nhiều chỗ để chụp hình rất là đẹp luôn mọi người. Bên đây thì có hai con rồng nhưng mà làm rất là nhiều cái cây mai dẻ này mọi người. Đó, mọi người thấy không? Quá là đẹp luôn. Hôm nay hội xuân làm rất đẹp luôn mọi người. Giữa thì có một cái chỗ phun nước rất đẹp luôn mọi người. Ở phía trước thì mấy cô cũng đang đứng chụp hình của mọi người xuân giáp thìn 2024 này mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Quá mọi người ơi. Tối hôm nay thì Lộc cũng quay hội hoa xuân tại công viên Phi, thành phố Nha Trang để mọi người cùng xem rồi ha. Bây giờ thì Lộc cũng xin kết thúc video nha. Hẹn mọi người những video sau nha. Xin chào tất cả mọi người nha.